Giờ các bạn mở camera của máy này hoặc là truy cập vào cái bộ thư viện ảnh hoặc bộ thư viện video của nó thì chúng ta sẽ làm như nào? Các bạn nên React Native. React Native. Sau đó các bạn sẽ tìm đến đấy là camera. Camera. Đấy, đây, can you camera thì trong này các bạn nhìn thấy để mở hay các thứ thì nó sử dụng cái một cái component do cộng đồng phát triển. Đấy, cộng đồng phát triển thì chúng ta phải sử dụng thôi. Ở đây nó ghi là sử dụng với backkit của cộng đồng. Mình kích vào đây thì nó có recommend cho mình khá nhiều các cái backkit. Mình thích dùng backkit nào thì dùng. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái backkit đó là React Native Image Picker. Các bạn kích vào đây. Bởi vì nó có support TypeScript ở đây nên tôi sẽ dùng nó luôn. Rồi, nhưng ở trong này nó đều hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nếu các bạn muốn hướng dẫn bằng tiếng Việt thì chúng ta lại truy cập vào. Đúng rồi. Microsoft VN. Sau đó các bạn kích vào đây. Đó. Sau đó các bạn tìm đến lập trình React Native. Sau đó các bạn phải xem đến cái bài hướng dẫn sử dụng React Image Picker. Bước 1 đấy là chúng ta sẽ cài cắm nó thôi. Cài cắm, Ctrl C. Sau đó anh em sẽ Ctrl giấu ngã và anh em Ctrl V vào đây. npm install React Native Image Picker trừ trừ save. Rồi, tiếp theo nữa anh em phải cấu hình cái quyền để mà nó có thể làm sao ạ? Truy cập vào cái máy ảnh của chúng ta. Được chưa? Để mà cấu hình được cái quyền thì anh em sẽ phải mở app Android, sau đó chúng ta vào debug vào Android minface.submarine. Rồi thì bây giờ chúng ta vào Android, vào app, vào gì nhỉ? SRC và debug anh em vào Android. Sau đó anh em sẽ add thêm cái quyền vào đây. Chúng ta có user permission, sau đó là Android name, Android 2.name. Sau đó anh em sẽ cho nó một cái giá trị ở đây, đấy là Android chấm permission, permission. Sau đó anh em chấm thêm một cái nữa, đấy là chấm camera để chúng ta có cái quyền thao tác với camera. Camera viết như này phải không nhỉ? Rồi, ok. Tương tự như thế, anh em cần phải có cái quyền để nó ghi vào, nó chui vào trong cái phần storage, đúng không? Đấy, cái này không copy được à? Hỏng rồi. Đây, trong cái tài liệu này cũng nói, đấy là chúng ta cần phải có cái quyền này, đấy là ngoài external storage, chúng ta sẽ copy luôn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái quyền nữa ở đây. Chết rồi. Copy này, Ctrl C, sau đó anh em Ctrl V vào đây, anh em lưu vào. Thế rồi, chúng ta cài đặt chỉ vậy. Bước tiếp theo nữa, anh em sẽ thực hiện mở cái dự án của mình ra. Sau đó anh em sẽ năn, năn cái gì? Chúng ta sẽ năn camera, tức là chạy camera. Và chúng ta có thể truy cập vào cái library email của cái hệ thống để chúng ta lấy ảnh. Và tí nữa chúng ta sẽ upload lên web service viết bằng API upload file. Ok, nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải mở được cái camera và truy cập được vào. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trong cái màn hình account này, tạm thời tôi sẽ có một cái nút ở đây, tôi sẽ đặt nó là button. Button. Tôi sẽ dùng button thôi, mặc dù nó hơi xấu xấu một chút. Rồi, trong này để không lỗi, tôi sẽ bọc tất cả bọn này trong một cái view viết như thế này. Rồi, trong button này tôi sẽ có thuộc tính là title, sau đó tôi sẽ ghi một cái title là mở cam mở hay là chọn ảnh nhé. Đấy, được chưa? Trong cái chọn ảnh nhé này thì tức là bây giờ khi người ta truy cập vào cái trang account đâu nhỉ? Chúng ta phải đổi tại cái thân tab navigate ở đây. Account này chúng ta sẽ dẫn đến cái component có tên là account. Rồi, thì trong này khi mà chúng ta chọn ảnh nhé thì nó sẽ được quyền mở cái camera hoặc là mở cái thư viện ảnh ra để chúng ta lấy cái ảnh, được chưa? Và hiển thị nó trên chỗ này. Sau đó chúng ta mới upload lên trên server. Cậu nhìn cái gì? Muốn đánh nhau à? Rồi, bây giờ chúng ta làm thôi. Bây giờ nhá, để mở được camera ra thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái câu lệnh này. Có nên copy nó không nhỉ? Copy được không? Hay mình viết tí đi nhỉ? Hả? Viết á? Viết kiểu gì? Rồi, bây giờ mình viết à? Copy á? Copy cho nhanh à? Ừ. Toàn copy thôi à?
Thực ra cái này tôi viết cho các bạn để cho các bạn copy đấy, nhưng mà tôi sẽ viết thôi. Bây giờ tôi sẽ viết ở đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo ra một cái hàm để khi mà nó kích vào cái này thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm đó. Tôi sẽ khai báo một cái hàm đó và tôi sẽ sử dụng là khai báo một cái biến thôi, constant request hay là camera request permission đúng không? Tôi sẽ phải lấy cái yêu cầu đã, request camera permission permission đúng không? Ok, sau đó chúng ta sẽ bằng đằng này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là async và await. Rồi, trong cái này thì chúng ta sẽ dùng chaicat. Rồi sau đó tôi sẽ khai báo một cái biến check, constant check, check camera hay check permission bằng, tôi sẽ sử dụng đấy là await và tôi sẽ sử dụng cái permission Android từ thư viện React Native chấm vào cái request đúng không? Rồi, request. Trong phương thức request này tôi sẽ sử dụng đấy là cái permission viết nào em nhỉ? Permission Android được chưa? Sau đó là chúng ta chấm vào cái permission và chấm vào cái camera. Camera viết nào em nhỉ? Camera. Đọc thế nào biết thế. Rồi sau đó trong này anh em sẽ kiểm tra rằng nếu rồi if nếu mà cái check của chúng ta cái biến check permission này nó mà bằng 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 với cái permission Android chấm vào cái gì giao và chấm vào hình như nó là gate thì phải granted đúng rồi. Biết như nào nhỉ? Đây à? Rồi, ok, check lại nhá, đúng không? Đúng rồi, đấy. Rồi, tức là nếu mà nó bằng như này là chúng ta có quyền để truy cập vào camera, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ console log ra thử nha. Console log là ok. Còn e còn 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 L thì chúng ta sẽ ghi là bị không có quyền, console log là bị từ chối rồi, đúng không? Từ chối. Và tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có thể console log cái error này ra. Các bạn biết tại sao khi mà mở các cái truy cập vào các cái hệ thống của điện thoại thì người ta luôn phải hỏi cái quyền không? Biết vì sao mà? Bởi vì cái điện thoại nó là mang tính chất là riêng tư của mình mà, đúng không? Không hỏi thì ví dụ như trên cái máy tính này thì khi mà upload file nó có hỏi không? Hỏi bao giờ? Upload file nó có hỏi gì đâu? Nhưng mà điện thoại khi mà chúng ta muốn sử dụng camera hay sử dụng bất cứ một cái tài nguyên nào của điện thoại thì nó luôn luôn nó hỏi, bởi vì cái điện thoại nó mang tính chất là cá nhân. Đấy. Truy cập vào các cái bộ nhớ hay các thứ của nó thì phải hỏi, phải check quyền. Đấy là nguyên tắc của đó. Nó khác với web một chút, đúng không? Đấy, thế thì tại sao nó lại như thế? Thì cái câu chuyện đơn giản là nếu mà chúng ta không hỏi nó hoặc là các cái hệ điều hành nó không có cái chức năng để cho chúng ta phải hỏi thì nó rất là nguy hiểm. Đấy. Hôm trước tôi có nghe một cái câu chuyện đấy là một cô gái X đi sửa điện thoại ở cửa hàng A, sau đó bị lách mất video ấy, xong người ta đăng lên ấy. Xong là tôi mới xem xong, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó phải có quyền chứ không thì ứng dụng nó chui vào trong kia nó lấy được hết các cái gì đúng không? Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử con này nha. Tất nhiên thì khi mà người ta chúc kích vào chọn ảnh thì người ta sẽ phải tôi sẽ gọi đến bằng cách on press và tôi sẽ gọi đến cái hàm có tên là request camera permission. Rồi, mở ngoặc tròn. Rồi, tất nhiên thì khi mà chúng ta thay đổi cái file build gate của nó thì chúng ta sẽ phải Ctrl C và chúng ta phải build lại một lần bằng cách là run Android.
Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ reload lại cái app và chúng ta sẽ thử truy cập để mở camera xem. Kích vào cái component là account, tức là kích vào màn hình account, sau đó chúng ta chọn ảnh. Đây em nhìn này, nó hỏi gì đây? Nó hỏi giống điện thoại của các em không? Nhỉ, nó có hỏi giống điện thoại của anh em không? Có này, nó hỏi là gì đấy hả? Có muốn làm sao không hả? Ừ, truy cập vào cái picture hoặc là record video hay không thì mình bảo là gì? Luôn luôn thì ở đâu ấy? Đấy, ba cái này. Thằng này nào hủy? Chọn cái đầu à? Ok. Đó, thì các bạn nhìn thấy nó được quyền ok rồi. Để chờ vấn đề bây giờ của chúng ta là chúng ta sẽ phải chạy năn cái camera lên. Để năn camera, để chờ thì chúng ta vào ở một shop Việt Nam đi. Sau đó chúng ta nhìn thấy trong này nó có cái phương thức là năn camera. Và năn camera này thì ở đây tôi lấy ở chỗ này. Đây là các cái phương thức của nó, đấy là năn camera. Năn camera thì nó phải truyền vào hai cái, một là cái option, hai là cái callback function. Còn nếu chúng ta muốn trả về khác cái callback function bằng cách là chúng ta xử lý với gì nhỉ? Promise thì chúng ta có thể sử dụng cái await ở đây, được chưa? Đó thì tôi sẽ dùng tình huống này. Nhưng option thì option cái gì? Option nó có rất nhiều ở đây và các bạn phải chịu khó đọc vào trong này, nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy hai cái thôi. Đấy là MIDI tile. MIDI tile ở đây thì chính là các bạn chơi với ảnh hay là video, được chưa? Đấy, camera tile thì nó sẽ là bật ra cái camera đằng trước hay là bật ra cái camera đằng sau, vậy thôi nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ phải chạy cái camera. Rồi, chạy camera này, tôi sẽ khai báo một cái biến giống như người ta làm, đấy là sẽ khai báo một cái biến ở đây, gì sao, sau đó là tôi sẽ năn cái camera nhá, tôi năn camera đi. Rồi, ok, năn camera. Tất nhiên thì cái option này chúng ta sẽ phải cấu hình nó và cái camera này chúng ta phải import từ React Native Image Picker. Đó, import cái mà vừa chúng ta tải về. Trong này thì sẽ là một option và option gì? Chúng ví dụ như chúng ta cài đặt đấy là Media Tile. Media Tile chúng ta muốn chọn ảnh thì chúng ta sẽ là photo, còn muốn video thì là video, còn muốn kết hợp cả hai thì sẽ là gì ạ? Mixer. Rồi trong này tôi sẽ sử dụng đấy là photo thôi. Tiếp theo tôi sẽ có thể mở cái camera đằng trước hay là đằng sau là back hay front, front nhỉ? Back, ok. Rồi, sau đó tôi sẽ console knock cái gì giao ra cho chúng anh em nhìn thấy nhá. Tôi sẽ sử dụng knock enter và tôi sẽ console cái gì giao. Ok, và bây giờ khi mà tôi chạy lại cái ứng dụng của mình nhá, tôi sẽ chọn ảnh này. Đó, nó sẽ bật ra cái camera được chưa? Tất nhiên thì trên máy tính của tôi là máy tính cây cho nên nó không có cái các bạn mà chạy trên thiết bị thật thì nó sẽ mở camera thật, nhưng ở đây tôi chỉ chụp ảnh con mèo này được thôi. Bây giờ tôi chụp ảnh nó nha. Tôi sẽ focus vào cái con mèo này. Sau đó tôi chụp ảnh. Được chưa? Sau khi mình chụp ảnh rồi nó có cái dấu tích này, em mình enter một cái. Được chưa? Thấy thì nó bật ra cả một cái một rổ các cái thông tin. Ở đây là asset, asset này là chính là một cái mảng, này bao gồm rất nhiều thứ như là file name, như là file size, kích thước của nó, rồi là kiểu ảnh, rồi là URI. Đây chính là cái đường dẫn file của nó. Được chưa? Đó, width của nó là 960. Ok, vấn đề bây giờ của chúng ta là gì? Vấn đề của chúng ta là gì? Ví dụ nó chọn ảnh ấy, thường thì ví dụ như các bạn dùng Facebook, các bạn up up nốt lên ảnh lên 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 cái bài viết ấy thì nó sẽ cho mình nhìn cái ảnh đấy trước đúng không? Đó, thì bây mình sẽ lợi dụng vào cái này em nhá, lợi dụng vào cái này này. Lợi dụng vào cái URI này để mình sẽ in ra cái ảnh đó. Thì bây giờ làm sao để chúng ta truy cập được và chúng ta nhìn vào đây? Muốn truy cập được thì chúng ta phải truy cập vào asset của Edge, tức là gì giao chấm asset của Edge. Sau đó nó là mảng. Và tại sao nó lại mảng? Bởi vì anh em có thể chọn được nhiều hình ảnh mà. Nhưng ở đây thì tạm thời tôi chọn một hình ảnh, cho nên tôi sẽ mở ngoặc vuông không, tức là truy cập vào cái phần tử mảng thứ nhất. Sau đó tôi sẽ chấm vào cái phương thức là URI để anh em nhìn thấy. Ok, tôi sẽ Ctrl S. Tất nhiên chỗ này nó báo lỗi bởi vì chúng ta đang viết với TypeScript cho nên ở trong này chúng ta sẽ để kiểu dữ liệu của nó là hai chấm gì ạ? Any. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại chạy thử xem cái ứng dụng của chúng ta nó có in ra được cái đường dẫn ảnh hay không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chụp một cái ảnh mới. Chọn ảnh nhé. Tất nhiên vẫn phải chụp ảnh con mèo này rồi. Rất là đáng tiếc. Thì cái máy này lấy đâu ra camera em?
Rồi, đây chúng ta có một cái đường dẫn pha như này và tôi sẽ bê cái đường dẫn pha này hiển thị vào đây. Ok, thì bây giờ tôi sẽ phải select một chút cái ảnh vào. Ok, cái ảnh này thì tôi sẽ sử dụng cái thẻ gì ạ? Thẻ gì nhỉ? Image ở trong React Native. Rồi, trong cái image này chúng ta sẽ có thuộc tính gì ạ? Suộc URI à? URI 2 chấm. À, thế thì chúng ta phải tạo ra một cái biến để lưu trữ nó đã nhỉ. Chúng ta sẽ sử dụng constant dùng cái state one img phải set i set img bằng use state không gợi ý à, viết như nào nhỉ Đạt nhỉ, test với nào đây à, xong đó mình phải tự import à, thế à? Import ở đâu? Đây à? Xoắn một cái à? Đây phải không? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ in cái đấy vào đây. In cái gì nhỉ? Cái biến là có tên là image vào đây. Biến image. Nhưng mà nó lỗi à? À, URI thì phải nằm trong cái gì nhỉ? Xoắn này. Rồi, URI 2 chấm image. Rồi, nhưng mà hiện tại thì khi mà chúng ta chạy ra thì sẽ có cảnh báo bởi vì sao? Cái ảnh đấy chưa chắc đã có, đây nó cảnh báo này. Cái image mà có suộc bằng rỗng thì nó cảnh báo chúng ta empty string. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể khi mà người ta chọn xong tôi sẽ gán cho cái này bằng cách là set image và tôi sẽ truyền cái gì giao URI vào đây. Đấy, được chưa? Set cái này thì ngay lập tức cái ảnh nó sẽ hiện ra thôi. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ phải select một chút. Đấy là style bằng width. Ví dụ chúng ta để khoảng 250. Hay chúng ta để cũng khoảng 2 nit. Ok, thì bây giờ chúng ta chạy này. Mặc dù nó được nhưng mà nó cảnh báo rất khó chịu đúng không? Nó cảnh báo đấy, chứ không phải là không đâu nhá. Cảnh báo không? Phải thử mới biết. Đấy, cảnh báo này, được chưa? Vì đầu tiên cái ảnh nó rỗng. Thế bây giờ chúng ta chọn ảnh nha, xem nó có được không đã. Chụp ảnh con mèo này đi, ấn OK. Đó, thì ảnh con mèo này đã hiện ra đây, nhưng nó vẫn có cảnh báo, thế mới khó chịu, đúng không? Đấy, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ kiểm tra rồi. Kiểm tra, nếu mà cái thằng này khác gì nhỉ em nhỉ? Đầu tiên chúng ta cho nó bằng gì đấy? Bằng rỗng, thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra if nếu thằng này khác rỗng à? Khác rỗng viết nào nhỉ em nhỉ? Khác rỗng viết nào? Chấm than á, khác rỗng à? À đây à, nun như này à? Ai chà, thật là khủng khiếp. Sau đó là hỏi chấm à? Hỏi chấm thì sao? Hai chấm thì thôi à? Có phải như thế không? Hai chấm thì in ra gì? In ra nháy này à? Kinh nhỉ, xong nó bốc cái này vào bỏ vào đây à? À hay nhỉ? À, thử nhá. Đó, hết cảnh báo đấy, nhỉ? Hết chưa? Thử nhá. Còn cảnh báo nữa không? Hết rồi này, mình chọn ảnh này. Hả? Cái nắp của mình là trùng mình là sao? Cam à? Máy nó tôi làm gì có cam? À, thử đi rồi biết. Đúng rồi. Đấy, thì đấy là cái bước để chúng ta chọn ảnh, à, chọn là cái camera. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể năn được cái khác. Đấy là bộ sưu tập ảnh. Bộ sưu tập ảnh là gì? Là chúng ta sẽ truy cập vào cái này này các bạn này. Trong cái máy ảnh của chúng ta nó có cái photo à? Đây là ảnh cái này. Đấy, và chúng ta sẽ vào đây để lấy được cái ảnh này. Các bạn nhá. Đấy, cái gì đây? Thế mình không được quyền không update à? Update nào à? Ừ đi update nào xem nào. Nhưng bộ sưu tập đâu? Nằm đấy có bộ sưu tập đâu? Đâu bộ sưu tập ở đâu? Hay là file? File không phải. Không 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 phải không phải. File là cái những cái tệp mà người ta tải về ấy. Còn cái email mà nó chụp xong nó nằm ở trong này mà. Trong cái photo này mà. Đây thử nhá.
chụp con mèo phát này, hay quay video đi nhỉ, quay video con mèo này nhá. Hả? Đây đây, đấy, quay video con mèo này, con mèo đang nhảy nhảy này, nhìn đến cái màn hình quay nhá. Đấy, Dũng Việt Anh nhỉ. Rồi đấy, thì trong bộ sưu tập của chúng ta đang có hai cái, một cái video, một cái hình ảnh đây em này. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thay vì mở cái camera thì chúng ta sẽ mở cái bộ sưu tập ảnh. Thế để mở bộ sưu tập ảnh thì thực ra rất đơn giản thôi. Đây mở camera nhá, còn mở sưu tập ảnh thì chúng ta cũng lại vào trong này chúng ta xem rồi. Để mở sưu tập ảnh thì chúng ta sẽ năn cái email, library và option thì tương tự chúng ta sẽ phải tham khảo trên cái link GitHub của nó. Chứ cái này chúng ta có viết ra đâu, đúng không? Đấy, ok thì bây giờ đây là mở camera, mở cam. Còn thằng cu này tôi sẽ viết bằng cách là mở gì ạ? Mở thư viện ảnh. Rồi, mở thư viện ảnh thì anh em cũng sẽ làm như vậy thôi. Anh em sẽ khai báo một cái constant gì sao. Sau đó anh em 2.any, sau đó anh em bằng await. Và anh em sẽ sử dụng cái nan library. Tất nhiên thì anh em phải import cái nan library này, email library ở trong cái thư viện này, phải một cái. Ok, trong này vẫn có option. Option ở đây tức là gì? Tức là anh em muốn mở mirror type theo kiểu gì? Anh em có thể dùng photo. Trong này nó sẽ có một số option nữa, anh em phải chịu khó đọc ở trong. Ví dụ như chúng ta muốn chọn nhiều thì chúng ta có gì ấy nhỉ? Chọn nhiều là gì? Multi à? Hay make style, không phải, đúng không? Tôi phải đọc cái trong này đi, đọc trong trong cái option của nó này. Đấy, option này thì chúng ta có quantity là chất lượng rồi, đúng không? À đây, selection limit thì chúng ta có thể chọn được một nhiều, default là một, sử dụng cái gì gì đến cái gì 13. Tóm lại là trong cái này chúng ta sẽ sử dụng được nhiều. Được chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như sau. Thế thôi, chỉ làm như này thôi nhá. New vào, thì bây giờ thay vì là chúng ta sẽ mở cái camera thì chúng ta nó sẽ mở cho chúng ta cái gì ra nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ chọn vào bộ sưu tập thử nha. Chọn ảnh. Đấy, nó không chụp ảnh nữa mà nó sẽ select cái bộ ở trong bộ sưu tập ra, nhìn thấy chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn ảnh. Hả? Thế thì em phải thiết kế theo mixed. Ừ. Hoặc là em có thể phải thiết kế cái màn hình khi mà nó mở ra rồi em sẽ bảo là mày muốn chọn ảnh, em muốn chọn camera ấy. Đấy, tức là khi mình mở ở đây này thì nó sẽ có cái quyền để cho mình, tức là mở trong này nữa mình sẽ đặt bật ra một cái mode app, mình hỏi tiếp là mở camera hay mở hình ảnh. Đấy, được chưa? Rồi, ok, đấy là cái mà chúng ta sẽ dùng thư viện để mở camera, truy cập vào camera. Và video tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với API của Node.js để upload lên server.